lực được rồi. Yêu kỳ đâu à? Số nghe chống tải chứ nhớ chấp số ấy, cửa trên nó lợi hơn đúng không, lợi hơn chưa Minh Thắng. Thằng kia nó tỷ lệ nó đi ra nào cao hơn. Idol hôm nay hay quá nhờ, còn vì kìa đầy cảm xúc của idol Tùng Bão Táp luôn.
quá đẳng cấp idol. Ta là Tùng Mạo Giáp đây. Này idol đội mũ đeo kính khẩu trang nhìn như ninja. Trêu cậu này, đùa với bão táp cuộc đời này. Quánh kinh thật, bão táp luôn cuộc đời luôn. Idol chỉ có tự tề nhỉ. Xem idol này vẫn xương. Hải Dương ở hôm vừa rồi đây nhỉ? Đang phong độ đấy, đúng rồi. Chẳng đấy thì kinh nhỏ. Chết lần nào xem ngoài hàng điện độ em là kinh khủng kinh khủng đéo thì giật tung nít thì không xem em nói chi hả ông đéo là chả giật nhở như hôm nay mình nghĩ ông lòng bạn tỏi
Quân Sôi đang phong độ lắm, thì mẹ cứ biết sao bắt nó đi Quân Sôi. Khi Quân Sôi chấp tí tiền mẹ con kia vẫn chưa đánh xong à? Thật. Đây nhắn số. Chắc có vẻ rồi. Vừa trên đây nhưng các bây giờ phải đi.
game đấu để đời kìa. Idol chưa đóng lệ phí nhỉ? Idol đóng sau rồi. Ai thằng ấy? Ai thằng ấy? Hả? Anh em bổ cho idol tung mỡ táp quả xẻ nhờ. Lê Mạnh với Sơn Vũ vào đây. Lê Mạnh. Sơn đâu hả? Vào đây.
Chọn mấy góc này đi. Anh Quảng đang chơi ba đấy. À, em. Ôi yêu quý xinh đắng cái gì ôi yêu quý đi. Thấp vào nó anh ra sẽ thấp được rồi. Đủ hết rồi. Em được rồi.
vẫn bốn đều đúng không? Vừa đã lên bốn đều rồi. Điều 5 nó 6 mạnh quá. Để cái giữa bản là ok. Hả? Chơi gì? Chơi được. Báo nhân viên, mày chơi với ai? Yêu ơi. Chơi pool hay là chơi slot? Chơi chơi lốc cơ mà chơi vui thì nói gì lốc trên kia của bạn.
là bão táp đây. Quá uy tín luôn. Quá dạ màn. Idol. Bão táp lốc xoáy luôn. Okolo thì gọi bằng Okolo còn chưa bão táp bằng idol. Quả xếp bi vơ bi vào 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 rọ rất sành điệu của anh Bão Táp. Bão Táp sa mạc luôn. Ôi xong 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 xong. Lại đóng hộp cuộc tình. Bão Táp dọn bàn phát này thì chắc đấy. Trong không đến phút. Phát này thì không đến phút rồi. Yên tâm. Chào tất cả anh em nhá. Chào Trần Văn Hải nhá. Hay quá Minh ơi. Idol. Idol dọn bàn kinh thật. Còn làm 2 giây thôi. Ai đang gọi cơm à? Rồi xong lại chính thức đóng hộp cuộc tình rồi. Idol cạn lời idol.
À, băng thủ luôn, cạn lời idol luôn. Trời ơi, idol công luôn, cân luôn. Thank you.
cho anh cốc trà đá nhá, trà đá, trà đá. Anh bảo ra trà đá xong lấy cái ấm trà chỗ đá xong lấy cái trà bàn anh Quảng ấy, làm trà đá. Tiểu quỷ, tôi ly đâu rồi? Vào đây, vào đây. Tôi ly ơi. Cải ơi. Anh gọi thằng tôi ly nó ngay đây. Thằng nào thằng ấy? Hả? Úng đất đây, thằng nào thằng ấy? Ai thằng ấy? Mày thằng ấy nhỉ? Anh sắp bảo tôi kết bàn này thì nhà 13-2 cứ đánh game chậm lắm, đánh hai hạng thôi, hạng cao đánh game chậm 6, còn bình thường đánh chậm lắm hết. Tổ chức đánh loại trực tiếp thì thoải mái. Hai mạng có ghi hai mạng rõ ràng rồi. Hai mạng có ghi 7-6-5 thì hai mạng mà 7-6-5 mà không có kinh nghiệm tổ chức chắc chắn chung kết nó khoảng tầm 3 giờ sáng. Đấy, em 3 hoặc 4 giờ sáng. Em có kết Facebook em bảo là nếu mà sớm ăn kia đi sớm phải 2 giờ sáng. Chín rồi được. Dạ.
thoải mái nghỉ 10 phút đấy. Chỉ đi đá thôi nhá.